giải đặc biệt sau cùng của ngày hôm nay, xin mời em Elizabeth Bảo Ngọc Nguyễn. Kính thưa quý vị, Bảo Ngọc năm nay 13 tuổi, em đã dự thi Em Biết Tiếng Việt. Năm nay là lần thứ hai Bảo Ngọc đã dự thi, và những lần trước Bảo Ngọc đã đoạt giải, và lần này giống như cô Nguyễn Phan Trinh đã thưa với quý vị, Bảo Ngọc học tiếng Việt ở nhà với mẹ. Dạ, trong cái lớp chấm bài đó, thì xin thưa với quý vị, chúng tôi có một bài viết như thế này: con tên là, xin không được nói tên. Con học tiếng Việt ở nhà với mẹ. Con năm nay 12 tuổi, thiếu 1 tháng 13 ngày. Bảo Ngọc có thiếu tháng không? Dạ không. Dạ, trước khi chúng tôi trao giải này, xin mời Bảo Ngọc đọc một đoạn văn mà em đã viết trong cuộc thi Em Viết Tiếng Việt. Dạ, con xin kính chào quý vị. Con tên là Nguyễn Bảo Ngọc Elizabeth, mà con được xin đọc được một trích đoạn từ bài viết của con. Tiên học lễ, hậu học văn là một tục ngữ Việt Nam luôn được ông bà, cha mẹ dạy dỗ cho con cái trong gia đình của mình. Theo con hiểu thì trong câu tục ngữ được ví như là lễ phép và đạo đức, còn văn được coi như là tài năng của một người. Con nhận thấy người Việt Nam nói riêng hay người Á Đông nói chung rất quan tâm và chú trọng đến đạo đức của con cái. Là một người con Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Mỹ, con cũng không ngoại lệ. Con còn hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ này không chỉ nói đến thứ tự trước sau, mà nói đến việc giáo dục, đạo đức còn quan trọng hơn tài năng của một. Con luôn được ông bà, cha mẹ dạy con dạy rằng khi con người học giỏi, có bằng cấp, địa vị trong xã hội thì chỉ mới thành danh thôi. Con người muốn thành người thì phải sống có đạo đức và lễ nghĩa. Con luôn luôn được ông bà, cha mẹ nhắc nhở, chung thúc dạy dỗ hay la rầy. Một người dù có ít học mà biết giữ đạo đức, lễ phép còn đáng quý hơn người học giỏi mà vô lễ. Con đồng ý hoàn toàn với điều này và nhận thấy rằng người có tài mà không có đức dễ được nổi tiếng nhưng không được kính trọng. Một người được mọi người biết đến, ngoài sự thành công còn có sự đạo đức của người đó. Con rất ngưỡng mộ ông Bill Gates và ông Warren Buffett. Hai ông này không chỉ nổi tiếng về sự thành công và về lòng từ thiện của mình nữa. Con người có đạo đức nhưng không có tài năng thì cũng khó xin được việc làm. Trong xã hội phát triển hiện nay, kiến thức và đạo đức cần đi đôi với nhau. Con xin luôn ghi nhớ lời dạy quý báu, tiên học lễ, hậu học văn của ông bà ta để lại, và sẽ luôn rèn luyện đạo đức bản thân, chăm chỉ học hành và trau dồi kiến thức của mình. Con xin hứa con sẽ trở thành người con ngoan, trò giỏi và một người công dân tốt trong xã hội để ông bà, cha mẹ vui lòng và hãnh diện vì con. Con xin cảm ơn. Đây có phải là một bài văn xuất sắc hay không? Và xin kính mời bác sĩ Phạm Hữu Anh, đại diện cho gia đình Berucki, lên trao phần thưởng cho em Bảo Ngọc Nguyễn. Và xin kính mời ba mẹ của em Bảo Ngọc bước lên sân khấu. Từ nãy giờ Bảo Ngọc vẫn nói là con học tiếng Việt ở nhà với mẹ. Thank you.
chương trình. Dạ, tại vì ban tổ chức có hỏi tới chúng tôi có một vài lời. Xin đầu tiên là chúng tôi không có chuẩn bị và đây là lần đầu tiên thay mặt cho ban chấp hành Hội Petruski và xin thay mặt cho các thành viên của ban chấp hành là Nguyễn Cao Trực, anh Hà Văn Sang và Nguyễn Văn Đạt và ban ủy ban cố vấn Hội Petruski. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được hân hạnh trao giải thưởng xuất sắc cho em Elizabeth Bảo Ngọc. Và đây chúng tôi rất là hãnh diện và vui mừng là có đóng góp một phần nào trong cái công trình giáo dục, nhất là khuyến khích các em học tiếng Việt, nhất là tiếng mẹ đẻ. Cái đó là không thể nào mình quên được, cái đó là từ trong cái máu mủ và cái xương của mình rồi và trong tâm não của mình. Petruski cũng như là tất cả các thế hệ học ở Việt Nam lúc nào là cũng phải có hai cái sinh ngữ, nếu không phải là ba. Thành ra đối với chúng tôi, tiếng Việt Nam là cái chuyện đương nhiên rồi. Và tôi mong mỏi rằng tất cả gia đình Việt Nam của chúng ta đó coi như là một cái sinh ngữ chính. Sinh ngữ là phải nhớ là phải nói hàng ngày. Và nếu không phải tốt nhà nhất là nói chuyện ở trong nhà chúng ta. Vâng, thì cũng xin mừng hai cha mẹ của em Bảo Ngọc đã có một người con rất là đa tài. Và xin xuất xôi, cũng xin giết lời là cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt đây. Xin cảm ơn và tổ chức.